Người Việt mình quá bế tắc trong công việc cho nên ngồi quán nhậu rất nhiều. Thiệt ra là anh phải nhìn xung quanh một số nước khác, họ không có nhậu, kể cả Trung Quốc là mình đang rất ghét, nhưng mà họ cũng ngồi nhậu lê bề như mình. Thế nhá, mình thật ra mình bế tắc trong việc mà mình lấy cái chuyện nhậu làm niềm vui, nhưng mà nếu không làm cái nhậu này làm niềm vui thì mình cũng còn bế tắc hơn nữa, cho nên mình phải nhậu tiếp, ít nhất là anh phải nhậu tới tối. Người đang bế tắc mà không phải một mình anh bế tắc, có quá nhiều người bế tắc.